Xin chào các bạn, chào mừng đã đến với kênh Tại sao và từ đâu. Nội dung của video hôm nay sẽ nói về một vấn đề muôn thở của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Bạn đang thích một cô gái, hay nói cách khác là để ý tới một bạn nữ. Bạn rất muốn biết cô ấy có ý gì với mình, giống như mình có ý với cô ấy không. Nhưng bạn lại ngại, không dám hỏi trực tiếp cô ấy. Vậy thì làm sao để biết được cô ấy có ý gì với mình không? Đừng lo, hôm nay mình sẽ giúp các bạn. Mình sẽ chỉ cho bạn cách để nhận biết được người bạn thích có ý gì với bạn. 15 biểu hiện của người con gái yêu bạn thật lòng. Tâm lý phụ nữ là một môn học. Điểm khó của môn học là đàn ông cư xử và suy nghĩ theo một hướng, còn phụ nữ cư xử và hành động theo hướng ngược lại, dẫn đến xung đột thông tin là điều khó tránh khỏi. Phụ nữ thấy đàn ông khó hiểu, trong khi đàn ông thấy phụ nữ phức tạp. Thử hỏi mình xem, bạn có thấy đàn ông phức tạp? Thử hỏi một người con gái, bạn có nhận được câu trả lời phụ nữ phức tạp, câu trả lời dĩ nhiên không? Trên thực tế mọi thứ rất dễ để hiểu, rất dễ để nhận biết. Nhìn vào một gã đàn ông thất tình, bạn biết anh ta đang thất tình. Nhìn vào một người phụ nữ đang yêu, phụ nữ biết cô ấy đang yêu. Tâm lý phụ nữ là một môn học. Nếu bạn thành thạo môn học này, bạn sẽ có được ánh nhìn tinh tế của phụ nữ về mọi thứ. Trong khi bạn vẫn là đàn ông, cư xử như đàn ông và hành động như đàn ông. Với con gái khi yêu cũng vậy, bạn chỉ mất 30 giây để nhận biết. 1. Khuôn mặt biểu lộ nhiều cảm xúc. Nếu không yêu bạn, tất cả những gì cô ta biểu hiện là thế à, và bộ mặt không cảm xúc. Cô ta không muốn bạn hiểu lầm. Cô ta không muốn người khác hiểu lầm. Trên thực tế, cô ta rất sợ người khác nghĩ bạn và cô ấy là một đôi. Trong khi đó, một người con gái yêu bạn sẽ rất cảm xúc. Cô ta dễ buồn, dễ vui, dễ lo lắng, dễ tức giận. Chỉ cần bạn nói đi vắng 3 ngày, cô ta sẽ như người mất hồn. Chỉ cần bạn nói hai người đi đâu 3 tiếng, cô ta sẽ mừng rỡ khôn nguôi. Hãy chú ý tới mắt, miệng và trạng thái nét mặt của cô ấy. Cô ta có cười khi bạn kể chuyện vu vơ không? Cô ta có sẵn sàng gật đầu đồng tình ngay cả khi chưa biết bạn nói gì không? Cô ta có nhìn chăm chú khi bạn nói hay làm gì đó không? Càng nhiều cảm xúc được thể hiện trên mặt càng lý giải rằng cô ấy yêu bạn. 2. Đổ dồn mọi chú ý vào bạn. Bạn như ca sĩ trên sân khấu. Bạn đi đến đâu ánh sáng chiếu đến đó, bạn lên giọng cao thấp, ánh đèn nhấp nháy sáng tối. Khi yêu bạn, cô ấy sẽ đổ dồn mọi chú ý vào bạn. Cô ta sẽ nói chuyện với bạn như thể đó là hai cá thể duy nhất còn tồn tại. Cô ta để ý đến từng câu từng chữ mà bạn nói, để ý tới từng nét mặt bạn thể hiện. Một người phụ nữ không yêu bạn sẽ không quan tâm tới bạn, và dĩ nhiên không dồn chú ý vào bạn. 3. Vì dồn nhiều chú ý nên cô ấy biết tất cả về bạn. Cô ta thậm chí còn biết về bạn nhiều hơn cả cậu bạn thân, từ cách bạn uống cà phê, cách bạn tạo kiểu tóc, cho đến dòng nhạc mà bạn thích, game mà bạn mê. Cô ta biết tất cả, bởi ở giây phút đó, bạn đã là người quan trọng nhất với cô ấy rồi. 4. Cô ấy sẽ làm thứ gì đó thể hiện sự quan tâm. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của phụ nữ khi yêu đó là cô ấy sẽ làm thứ gì đó để thể hiện sự quan tâm, đặc biệt là những việc nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn cô ấy sẽ nấu cháo khi bạn ốm, đem sẵn đồ chưa đến công ty cho bạn, mua vé xem hội thảo mà bạn thích, hoặc bất cứ cử chỉ nào thể hiện sự quan tâm tới bạn. 5. Quan tâm tới sở thích hay thói quen của bạn. Cô ấy bất chợt quan tâm tới sở thích hay thói quen của bạn. Chẳng hạn như bạn thích một bài hát, rồi bỗng nhiên cô ấy cũng thích bài hát đó và nghe đi nghe lại mãi không chán, mặc dù đó không phải dòng nhạc mà cô ấy thích, hay đó không phải ca sĩ mà cô ấy say mê. Chú ý nhé chàng trai, đó là dấu hiệu đó. Trải rộng ra là sách mà bạn thích, TV show mà bạn thích, kênh YouTube mà bạn theo dõi, v.v. Tất cả những gì cô ấy làm là tìm kiếm điểm chung giữa hai người, để có thể hiểu về cuộc sống và tính cách của nhau hơn. 6. Tìm cách khiến ngoại hình hấp dẫn hơn. Khi một người phụ nữ yêu bạn, có nghĩa cô ta muốn mình luôn đẹp trong mắt bạn. Đó là lý do cô ta đầu tư nhiều vào những bộ cánh mới, những đôi giày sặc sỡ, những mỹ phẩm đắt tiền, và tất nhiên những phụ kiện diêm dúa. Tất cả những gì cô ấy làm chỉ đơn giản là sự chú ý của bạn. Cô ấy muốn bạn đổ dồn chú ý vào cô ấy, tương tự như cô ấy đổ dồn mọi chú ý vào bạn vậy. 7. Không bao giờ có chuyện tin nhắn đã xem. Nếu không thích bạn, cô ta sẽ xem tin nhắn và ít khi bận tâm tới việc trả lời. Nếu cô ấy chỉ đã xem và không nhắn lại trong thời gian dài, đừng mất công vô nghĩa nữa anh bạn ạ. Trong khi nếu yêu bạn, cô ta sợ bạn sẽ hiểu lầm về hai từ đã xem đó. Trên thực tế thời gian phản hồi của cô ấy là một vòng lặp, nó giống nhau đến kỳ lạ và nhanh chóng luôn là hai từ mô tả chính xác nhất. 8.
nói với bạn bè của mình, bí mật của phụ nữ là sau khi giữ bí mật được 5 phút, khi có gì đó trong lòng, phụ nữ sẽ muốn nói với ai đó, và bạn bè thường là những người họ trải lòng đầu tiên. Cậu nghĩ thế nào về anh ấy? Cậu nghĩ anh ấy có yêu mình không? Bọn mình có trở thành một cặp hoàn hảo được không? Nếu bạn bè cô ấy biết về bạn, thậm chí biết rõ về bạn trong khi bạn chẳng biết gì về họ, đó là một trong những dấu hiệu đáng tin cậy của phụ nữ khi yêu. 9. Tìm lý do để hẹn hò với bạn nhiều hơn. Hôm nay gặp chiếu phim XXX, em có vé xem miễn phí, em tự hỏi không biết anh có muốn đi không? Vé cô ta tự mua, cái laptop của em không xem được video. À thực ra em cũng đang cần gấp để xem phim tối nay. Không, để em mang đi nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở XXX. Khi đi không thèm mang laptop kèm lý do nào đó hợp lý. Tất cả những điều cô ấy làm chỉ với mục đích duy nhất, hẹn hò với bạn nhiều hơn nữa. 10. Cô ấy gợi ý cho bạn tỏ tình. Đôi khi do bạn thiếu kinh nghiệm hay ngại ngùng không dám nói lời yêu, cô ấy sẽ gợi ý cho bạn làm điều đó. Nếu ngay lúc này mà ai đó nói yêu em thì có lẽ em sẽ đồng ý ngay. Chỉ có hai người đi cùng nhau, và khi bạn nói lời yêu với cô ta sẽ gửi lời bạn lời yêu giống hệt như vậy, bởi đó là điều mà cô ấy mong chờ bấy lâu nay. 15. Biểu hiện của người con gái yêu bạn thật lòng. Khi hai người trong quan hệ, bạn luôn tự hỏi liệu cô ấy có yêu mình không? Cô ấy còn nhiều tình cảm với mình không? Hãy tham khảo 5 biểu hiện bên dưới để rõ hơn chi tiết. 1. Cô ta là người hỗ trợ bạn nhiều nhất, đôi khi cuộc sống khắc nghiệt. Lúc không còn ai đứng về phía bạn thì đâu đó vẫn có hình bóng của cô ấy. Cô ấy vẫn đứng đó dù trời mưa, trời nắng, giông bão hay khắc nghiệt. Nếu yêu bạn, cô ấy sẽ là người hỗ trợ bạn nhiều nhất. Từ thể xác, tinh thần, cho đến cả vật chất, cô ta hỗ trợ ngay cả khi bạn đã mất niềm tin, hoặc không chắc chắn mình có thể làm được. Đó cũng có thể là những thời điểm khó khăn nhất, yếu đuối nhất, và cô đơn nhất. Điều này lý giải tại sao cô ấy yêu bạn. 2. Bạn là người đầu tiên cô ấy muốn. Những chuyện vui, buồn, hài hước, lạ lùng, ức chế, khó chịu, tất cả những việc trên cô ấy đều muốn được. Cho dù có những chuyện bạn cảm thấy nó không phù hợp lắm, hoặc nghĩ rằng cô ấy nên với bạn cùng giới thì tốt hơn. Nếu không yêu bạn, cô ta sẽ luôn tạo khoảng cách và giữ kín đa số chuyện riêng của mình. Cô ta sẽ chỉ một số sự việc chính, và giữ kín chi tiết để kể cho ai đó, ở đâu đó. 3. Ít xảy ra cãi vã và cùng nhau tin vào một mục đích. Cãi vã đôi khi khiến tình yêu nhen nhóm và rực cháy. Tuy nhiên nếu cãi vã không hồi kết, đó là triệu chứng của các cặp đôi sắp chia tay. Những cặp đôi yêu nhau dĩ nhiên xảy ra cãi vã, tuy nhiên họ không để những tranh cãi ảnh hưởng đến quan hệ và mục đích của cả hai. Trên thực tế, mục đích của cả hai gần như rất tương đồng với nhau. Chẳng hạn cả hai đều hướng đến một cuộc sống tự do. Cả hai đều muốn an cư và lạc nghiệp tại Sài Gòn. Cả hai đều muốn kinh doanh để gia tăng thu nhập. Khi hai người chung mục đích, quan hệ sẽ khăng khít và chặt chẽ. Mặt khác nếu không chung mục đích, quan hệ sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn không thể khắc phục được. Nếu bạn và cô ấy cùng chung một mục đích và đều tin tưởng vào một mục đích, đó là lý do và biểu hiện cô ấy sẽ yêu bạn và gắn bó với bạn. 4. Muốn gần gũi với bạn. Tình yêu đi đôi với tình dục. Câu nói có phần thô thiển nhưng chính xác. Nếu yêu bạn cô ấy sẽ muốn gần gũi với bạn. Dĩ nhiên, đó cũng là điều mà bạn muốn. Cô ấy sẽ muốn chạm vào người bạn, bấu véo bạn, bắt bạn phải ôm ấp, cưng nựng. Dĩ nhiên khi lên giường cô ấy luôn luôn muốn làm bạn hài lòng. Khi chán ghét bạn, cô ấy không muốn nói chuyện riêng với bạn, không muốn bạn động vào người, lên giường lại càng không. 5. Rất thích ôm lại quá khứ. Đi qua đường X, cô ấy hồi tưởng về kỷ niệm hai người ở đường X. Vào quán Y, cô ấy hồi tưởng về kỷ niệm hai người ở quán Y. Nhìn thấy Z, cô ấy hồi tưởng về kỷ niệm hai người và Z trong quá khứ. Những câu chuyện về quá khứ đôi khi nhàm chán và tẻ nhạt, bởi cô ấy đã nói đi nói lại 10, 20 lần rồi. Tuy nhiên cô ấy vẫn thích kể, và chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Khi yêu bạn, cô ấy rất thích được ôm lại kỷ niệm trong quá khứ. Chắc chắn là như vậy. Trên đây là 15 biểu hiện của con gái khi yêu. Nó đều là những biểu hiện rõ ràng và rất dễ để nhận biết. Nếu bạn nhìn thấy 3 biểu hiện trở lên, chúc mừng bạn. Bạn chính là người đàn ông của cô ấy. Trong khi đó nếu chỉ đạt 1 biểu hiện, hoặc 2 biểu hiện không rõ ràng, bạn nên dành thời gian quan sát thêm. Chúc bạn may mắn.